mọi người đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Nếu các bạn đã từng xem qua các bộ phim như là 2012 hay là Amber Garden thì các bạn sẽ biết rằng con người chúng ta có rất nhiều cách để tạm biệt sự sống trên hành tinh này. Ví dụ như là sự mất tích của mặt trời hay là một ngôi sao chổi ghé thăm hành tinh của chúng ta. Thậm chí con người còn có thể tự xóa sổ lẫn nhau bằng vũ khí hạt nhân nữa. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một chủ đề khá là thú vị. Đó là con người có những cách nào để tạm biệt sự sống trên hành tinh này. Hãy cùng tìm hiểu với Thế kỷ 22 nhé. Top 10 sự kiện trong tương lai có thể xóa sổ loài người. 1. Vụ nổ Tikama. Các vụ nổ Tikama bí ẩn thu hút giới thiên văn học trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi chúng được phát hiện vào cuối những năm 1960. Vụ nổ Tikama xảy ra khi một ngôi sao khổng lồ chết đi, phát nổ như một siêu tân tinh và sụp đổ thành lỗ đen. Nó phun ra các dòng tia với tốc độ ánh sáng trong vũ trụ. Bất cứ hành tinh nào nằm trên đường đi của dòng tia này đều sẽ mất bầu khí quyển ngay lập tức và bị đốt cháy. Nó thường kèm theo bức xạ cường độ cao. Một vụ nổ Tikama tấn công trái đất sẽ ngay lập tức làm tăng bức xạ tia cực tím, nhưng nó sẽ khá nhỏ, do đó nó không gây ra thảm họa toàn cầu. Thế nhưng, nó lại có thể gây ra các phản ứng hóa học trong khí quyển tạo ra khí nitơ oxit và khí nitơ dioxit. Sau đó, nó sẽ làm suy giảm tầng ozone, gây ra một lớp khí mỏng màu nâu bao quanh trái đất và mưa axit nitric, cuối cùng dẫn đến những thiệt hại không thể khắc phục trên trái đất. Đối với trái đất, ứng cử viên nổ Tikama nguy hiểm nhất khiến nhiều nhà khoa học quan tâm đó chính là ngôi sao Contreras ở WA-104. Nó cách chúng ta khoảng 8.000 năm ánh sáng và dự kiến sẽ nổ trong vòng 500.000 năm tới. Có một khả năng nhỏ là một trong những vụ nổ Tikama mà nó gây ra có thể chạm vào trái đất. 2. Va chạm với hành tinh khác. Các mẫu từ bề mặt mặt trăng đã được đưa trở lại trái đất bởi các tàu vũ trụ Apollo 12, 15 và 17. Các nhà nghiên cứu đã phân tích chúng với 6 loại đá núi lửa từ lớp phủ của trái đất. So sánh thành phần hóa học của cả hai, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mặt trăng được hình thành do sự va chạm giữa hành tinh Theia với trái đất. Tên của hành tinh giả định này được lấy từ tên của một vị thần Hy Lạp là Theia, người sinh ra nữ thần mặt trăng Selene. Theo giả thuyết trên, Theia được hình thành cùng với các thiên thể kích thước hành tinh khác trong hệ mặt trời khoảng 4,6 tỷ năm trước và có kích cỡ của sao Hỏa. Sau đó, vì sự nhiễu loạn trọng lực làm Theia rời khỏi vị trí và thế là nó va chạm vào trái đất. Các nhà thiên văn cho rằng vụ va chạm giữa Theia và trái đất xảy ra khoảng 4,53 tỷ năm về trước, tức là khoảng 30 đến 50 triệu năm sau khi hệ mặt trời hình thành. Tuy nhiên, chứng cứ đưa ra vào năm 2008 lại cho rằng vụ va chạm có thể xảy ra muộn hơn, khoảng 4,48 tỷ năm về trước. Và từ những điều này, một trường hợp tương tự đã được đồn đại sẽ xảy ra trong tương lai. Hành tinh X, còn được gọi là Nibiru, được cho là có thể sẽ va chạm với trái đất. Tuy nhiên, NASA khẳng định nó chỉ là một tin đồn. Thế nhưng, điều này là không loại trừ một vụ va chạm như vậy có thể xảy ra trong tương lai gần. Khi một vụ va chạm như vậy xảy ra, nó sẽ quét sạch sự sống trên bề mặt trái đất. 3. Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Một nhà khoa học của NASA, Shao Domaka Coleman và các đồng nghiệp của ông đã lập một danh sách các kết quả có thể xảy ra khi con người tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Điều này là để chuẩn bị cho nhân loại nếu một ngày nào đó chúng ta có thể tiếp xúc với họ. Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu đã chia kết quả các cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh thành 3 loại lớn: có lợi, bình thường và có hại. Khi tiếp xúc với người ngoài hành tinh mà họ giúp chúng ta nâng cao kiến thức và giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang đau đầu trên toàn cầu thì rất có lợi. Còn nếu nó nằm ở kết quả thứ hai, tức là bình thường, thì những người ngoài trái đất có thể quá khác so với chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể có bất kỳ một cuộc tiếp xúc hay trò chuyện nào có ý nghĩa với họ. Và thế là mạnh ai nấy sống. Còn nếu như điều thứ ba xảy ra, tức là có hại, thì những gì mà chúng ta nên chuẩn bị cho lần gặp gỡ ấy là rất nhiều. Người ngoài hành tinh có thể đến trái đất để tấn công, ăn thịt hoặc là bắt con người làm nô lệ. Hoặc đơn giản là họ có thể mang đến mầm bệnh chưa từng được con người biết đến trước đó, lây lan khắp nơi và khiến loài người tuyệt chủng. Tất cả những giả thuyết đều rất có thể sẽ xảy ra. 4. Axit hóa đại dương.
252 triệu năm về trước, trái đất đã trải qua một sự kiện hủy diệt ở mức khủng khiếp bậc nhất, khiến hầu hết toàn bộ sự sống bị diệt vong. Theo thống kê từ các bằng chứng hóa thạch, khoảng 70% động vật có xương sống trên cạn bị hủy diệt. Nhưng đáng chú ý hơn cả là có đến 96% sinh vật biển cũng bốc hơi luôn, bao gồm cả những loài từng sống sót qua hai cuộc đại diệt chủng trước đó. Đó là sự kiện tuyệt chủng kỷ Permitrias, một trong các sự kiện đại diệt chủng Green Giant kinh khủng bậc nhất lịch sử trái đất. Tuy nhiên, tại sao sinh vật biển lại phải chịu hậu quả nặng nề đến mức 96% tan biến còn nhanh hơn cả cái búng tay của Thanos? Câu hỏi này thực sự đã làm đau đầu giới khoa học trong một thời gian dài, và bây giờ họ đã có câu trả lời. Việc nhiệt độ tăng lên đã làm tốc độ trao đổi chất của sinh vật biển bị đẩy mạnh, nghĩa là chúng sẽ cần nhiều oxy hơn, và điều này khiến cho nồng độ oxy trong nước biển bị sụt giảm nhanh chóng. Chúng đã chết đuối theo đúng nghĩa đen của nó. Tuy nhiên, có một vấn đề hết sức nghiêm trọng đã xảy ra. Thời kỳ đại diệt chủng thực chất đã phát ra dấu hiệu từ trước đó 700.000 năm. Và chúng ta đang ghi nhận những dấu hiệu tương tự ngay ở thời điểm này, nhưng tốc độ còn nhanh hơn. Tính từ năm 1880, nhiệt độ trung bình của trái đất đã tăng khoảng 0,8 độ C, nhưng 2/3 số đó xảy ra từ năm 1975. Quan trọng hơn, quá trình trái đất nóng lên đang bị đẩy nhanh hơn. Một nghiên cứu về biến đổi khí hậu tự nhiên vào năm 2012 cho thấy tốc độ axit hóa hiện nay nhanh hơn 10 lần so với 56 triệu năm về trước. Trong 100 năm qua, CO2 đã tăng khoảng 30% và pH đại dương giảm 0,1 đơn vị. Axit hóa đại dương là một quá trình chậm, do đó có thể mất nhiều thập kỷ trước khi ta nhận thấy những tác động lên các sinh vật biển bắt đầu xuất hiện. Nhưng một khi nó đã bắt đầu, nó sẽ cắt đứt một nguồn thức ăn chính của con người. Điều này sẽ làm một bộ phận trong hơn 9 tỷ người đang sống trên trái đất chìm trong đói khát. 5. Người khổng lồ đỏ. Mặt trời, trung tâm của hệ mặt trời chỉ có hơn 4,5 tỷ năm tuổi. Một ngôi sao có kích thước bằng mặt trời có thể tồn tại tới hơn 8 tỷ năm một chút. Vì vậy, mặt trời của chúng ta mới đi được một nửa thời gian tồn tại của nó mà thôi. Và như mọi ngôi sao khác, sau khoảng 1 tỷ năm nữa, mặt trời của chúng ta sẽ trở nên đủ nóng để có thể đun sôi các đại dương trên trái đất, khiến nơi đó trở thành nơi không thể sinh sống được. Có thể vài tỷ năm nữa thôi, mặt trời mà chúng ta nhìn thấy không cần đến chính ông thì vẫn có thể đủ sức trở thành một người khổng lồ đỏ, nhấn chìm mọi thứ theo cách của nó, bao gồm cả trái đất. 6. Va chạm với tiểu hành tinh. 66 triệu năm về trước, một tiểu hành tinh rộng 10 km đã va chạm vào bề mặt trái đất, và cú va chạm của nó gây ra các trận đại hầm thủy, kết thúc 75% sự sống trên trái đất, bao gồm cả khủng long. Sau đó, các tiểu hành tinh nhỏ vẫn tiếp tục va chạm vào trái đất, nhưng thường thì chúng có kích thước nhỏ và trung bình, mỗi năm chúng đánh một lần. Các tiểu hành tinh lớn hơn có chiều ngang gần 8 mét va chạm vào trái đất khoảng 4 năm một lần. Tuy nhiên, kích thước của các tiểu hành tinh va chạm như vậy vẫn còn tương đối nhỏ, do vậy chúng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào quá nghiêm trọng. Dù vậy thì các nhà khoa học vẫn cho rằng, vào một thời gian không xa, ta không thể loại trừ khả năng trái đất có thể bị một tiểu hành tinh khổng lồ va phải. Một tiểu hành tinh lớn hơn 10 km có khả năng dập tắt cuộc sống trên trái đất. Trong đó, mối đe dọa lớn nhất đến từ ngôi sao Kling S710. Nó sẽ đến gần trái đất trong 1,3 triệu năm nữa. Điều này sẽ khiến các tiểu hành tinh từ ngoài không gian bay vào hệ mặt trời của chúng ta. Và những tiểu hành tinh này sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây ra thảm họa cho trái đất. 7. Siêu vi khuẩn. Trước khi con người phát hiện ra thuốc kháng sinh đầu tiên là penicillin, một vết cắt đơn giản thôi thì cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng và gây tử vong cho bạn. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện ra thuốc kháng sinh thì tuổi thọ của chúng ta đã tăng thêm một số năm. Nhưng do con người sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh, những vi khuẩn đang trở nên có thể kháng lại được tác dụng của nó. Những vi khuẩn kháng được thuốc kháng sinh này được gọi là siêu vi khuẩn. Một khi những loại siêu vi khuẩn này trở nên miễn nhiễm với nhóm kháng sinh cuối cùng, nó sẽ đánh dấu một viễn cảnh cho ngày tận thế của trái đất. Tình trạng sức khỏe của chúng ta sẽ trở lại thời kỳ Victoria, nơi một cơn đau răng nhỏ thôi cũng có thể giết chết người. 8. Sóng thần. 73.000 năm về trước, núi lửa Fuego ở Capver đã gây ra một trận sóng thần với một con sóng cao hơn 300 mét.
Ngọn núi lửa này đã bất ngờ hoạt động lại vào năm 2014 khi nó phun trào vào tháng 11. Các chuyên gia lo ngại rằng một đợt phun trào mạnh tiếp theo của nó vào một ngày không xa có thể sẽ gây ra một trận sóng thần lớn trên Đại Tây Dương. Theo trưởng nhóm nghiên cứu tiến sĩ Ricardo Tramajo, một con sóng có kích thước gấp đôi tòa tháp Big Ben có thể gây ra sự hủy diệt không kể xiết cho nhân loại. Giáo sư Bill McKay, chuyên gia về sóng thần đã tuyên bố rằng các sự kiện sóng thần cực lớn xảy ra 10.000 năm một lần có thể trở thành thảm họa diệt chủng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chính vũ khí hạt nhân. Tính đến năm 2016, có 15.000 vũ khí hạt nhân trên trái đất. Các số liệu thống kê không kết thúc ở đây, vì mọi quốc gia hạt nhân đều đang nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra những vụ khủng bố hạt nhân và chiến tranh hạt nhân một cách vô tình hoặc cố ý. Các cuộc tấn công hạt nhân không chỉ có thể gây ra sự hủy diệt lớn ở một số khu vực, mà hậu quả nó để lại còn nghiêm trọng hơn thế. Sau chiến tranh hạt nhân, khí hậu có thể sẽ bị thay đổi, nó sẽ làm bầu không khí trở nên cực kỳ lạnh. Sau đó, các bức xạ tia cực tím và mất mùa sẽ đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Đây là một viễn cảnh cực kỳ tồi tệ mà ai cũng lo sợ khi căng thẳng giữa các nước đang leo thang. Trí tuệ nhân tạo. Trong một thời gian dài, sự tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã là chủ đề tranh luận của các nhà khoa học và các nhà công nghệ. Theo Elon Musk, con người nên cẩn trọng khi cố gắng tạo ra những con robot thông minh hơn chính họ. Tuy việc tạo ra chúng không phải hoàn toàn là xấu, nhưng khi con người cho máy móc ngang hàng với chúng ta, một ngày nào đó, AI sẽ thống trị thế giới và con người bị buộc trở thành nô lệ. Stephen Hawking cũng có cùng quan điểm với Elon Musk. Ông cho rằng những cỗ máy thông minh nhân tạo có thể giết chết chúng ta vì chúng quá thông minh. Một AI siêu thông minh sẽ cực kỳ giỏi trong việc hoàn thành mục tiêu của mình. Và nếu như những mục tiêu đó không phù hợp với con người, chúng ta sẽ gặp rắc rối không thể lường trước được. Các bạn thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có đủ thú vị hay chưa? Hãy để lại ngay comment bên dưới cho Thế Kỷ 22 các bạn nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.